Xin chào các em. Trong bài tầm soát hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập về trường hợp là bề rộng của trục trung sáng chiếu lên đại bề. Đề bài là như sau: chiếu một tia sáng trắng hẹp từ không khí vào một bể nước rộng dưới góc trời là 60 độ. Chiều sâu nước trong bể là 1 mét. Tìm độ rộng của trục sáng chiếu lên đại bể. Biết chiết xuất của nước đối với tia đỏ và chất tím lần lượt là 1,33 và 1,34. Chúng ta vẽ hình cái bài này ha. Đầu tiên là chúng ta vẽ mô phỏng một cái bể nước. Rồi. Tiếp theo là chúng ta vẽ mặt phân cách. Mặt phân cách bằng nước đất. Rồi. Xin lỗi, đường phập tuyến bằng nét đất. Sau đó vẽ tiếp tới đây là S, tiếp tới đây là Y. Là tại mặt phân cách, góc này là góc Y, là góc tới ha. Rồi thì chúng ta biết là tia đỏ thì lệch nhiều hơn tia tím, nên là đây là tia tím, là góc lệch của tia tím này, thì chúng ta gọi là góc của tia tím, góc khúc xạ của tia đỏ đây. Đó, để hai góc. Vậy bề rộng mà chúng ta cần tìm phần cái chiều dài cái đoạn màu vàng thì tô đậm lên đây ha. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết bài toán này. Đầu tiên chúng ta áp dụng công thức là sin của sin y là sin 60 độ là bằng n một sin y là 1 nhân sin 60 độ bằng một phẩy ba ba. Nhân sin R đỏ này rồi bằng 1,34 nhân sin R tím. Từ đó chúng ta bấm máy thì chúng ta biến đổi thì chúng ta sẽ có là như này: sin R đỏ sẽ bằng sin 60 độ cho 1,33. Còn sin R tím sẽ bằng sin 60 độ chia cho 1,34. Rồi chúng ta nhập vào số liệu và giải quyết bài toán này. Chúng ta vào shift này, sin vẫn còn ta là sin 60 độ tổng hợp chia cho 1,33. Rồi, bằng kết quả này là một góc 40,63 độ. Vậy đây là góc khúc xạ đỏ. Còn với tia tím, chúng ta nhập số liệu vào, đổi giá trị 1,33 thành 1,34 thôi. Kết quả là 40,26. 262 tiếng làm tròn lên nữa ha, 40,26 thôi. Rồi. Vậy từ đó chúng ta sẽ tính được đoạn DT này là như sau. Đây. Tam giác DO
gọi O và hạt được I, O, T. Chúng ta sẽ thay tam giác vuông I, O, T này và tam giác vuông I, O, D. Thì chúng ta sẽ tìm ra được mối liên quan giữa TD và từ T tới D này là dài bao nhiêu. Chúng ta có công thức là đối với tam giác IOT thì tan tan này là đó là đoàn kết tuyệt đối, R đó là nằm bên ngoài nhé, đối là OD chia cho K là IO rồi, còn tan R tím là bằng đối là OT trên là IO. Mà chúng ta biết hai cái mối quan hệ giữa OT và OT cộng với ED là chia giai đoạn này là bằng đoạn OD là đoạn dài nhất. Từ đó chúng ta sẽ cần tìm TD nên thầy sẽ có TD sẽ bằng OD mà trừ cho OT. Vậy chúng ta thấy là có OT xuất hiện ở phía biểu thức phía dưới này, OD nó biểu thức phía trên này, do đó chúng ta lại hiểu hai cái biểu thức tan này chúng ta sẽ suy ra được. Vậy chúng ta bắt đầu IO là chính là chiều dài chiều sâu của nước này là 100 cm nhé, tức là 1 m là bằng 100 cm. Đây chính là chiều dài IO chúng ta biết rồi. Vậy từ đó chúng ta sẽ thực hiện một toán như sau. TD là chiều rộng của nước sẽ bằng OD là IO tan của R đó. Đó, trừ IO ra ngoài luôn này, trừ tan của R tím. Để thay số là 100 nhân của tan của R đó là tan 40,63 độ trừ cho tan của 40,26 độ. Rồi, ta sẽ kiểm tra đáp án của bài coi giống kết quả nào nhé. 100 này nhân với tan 40,63 trừ cho tan của 40,2826 và đóng ngược lại. Kết quả bằng 85,57. À, nhầm rồi, ở đây bấm máy tính sai. Như thế đáp án 40,63 này. Thì tan của 40,26 đúng không? Rồi, kết quả là 83,26. Sáu bảy đồng tròn 27 luôn xong mét. Mình kiểm tra lại lần mình tính này xem nha. Mười phẩy sáu ba trừ cái chất này ship clear
Mình mở ngọt thang 40 số 3 ngọt trừ thang 40 26 ngọt ngọt nữa thì giờ mình có thể lại bị lỗi gì ta bằng 11,1 một phẩy một phẩy một năm một phẩy một một năm vậy là trùng với đáp án nào nhỉ? Làm tròn lên thì trùng với đáp án B, gần đáp án B nhất. Kiểm tra lần nữa với mình tự này xem. Nhập 100 này nhân với tan của 40,63 đồng ngọt trừ cho tan 40,26 đồng ngọt thêm lần nữa rồi cũng được cái kết quả là 100 này rồi xin chào tạm biệt các em nhé.